Thưa quý vị và các bạn, trong thông báo được phát đi vào ngày 12 tháng 11, hãng dược phẩm AstraZeneca cho biết đã bán được hơn 2,2 tỷ đô la Mỹ vaccine phòng COVID-19 trong 9 tháng đầu năm. Phần nửa trong số này là được phân bổ vào quý 3. Đồng thời, hãng cũng chính thức xác nhận bắt đầu chuyển đổi chính sách từ cung cấp vaccine ở giá gốc sang giai đoạn bắt đầu thu lợi nhuận. Theo hãng tin Reuters, từ đầu dịch, AstraZeneca cam kết bán vaccine với giá 5 đô la Mỹ một liều, tương đương với 113.000 đồng, nhằm hỗ trợ thế giới trong giai đoạn khó khăn. Tuy nhiên, đến nay, ông Pascal Soriot, tổng giám đốc điều hành AstraZeneca tuyên bố COVID-19 đã chuyển sang giai đoạn bệnh đặc hữu và vì thế hãng cần điều chỉnh chính sách giá cả phù hợp. Ông Soriot trấn an, dù tăng giá bán vaccine, AstraZeneca vẫn đảm bảo mức giá phải chăng cho các bên liên quan và giá cả sẽ tùy thuộc vào điều kiện hiện có của từng quốc gia. Hãng tiếp tục hoàn tất các hợp đồng phi lợi nhuận đã ký kết với các quốc gia đang phát triển.